Tích cũng là phân tích, sắc tức là sắc, tâm tức là tâm. Họ không biết tất cả đều là không, thế nên không thể đắc và chứng được diệu lý chân không, chỉ tạm trú tại hóa thành thôi, không đồng với địa vị của Bồ Tát. Hóa thành là nơi không vọng, chỉ là trạm dừng chân. Họ tu loại tích pháp không quán, nên gọi là bát nhã thổ thiển. Bát nhã thổ thiển tức là bát nhã không thâm sâu. Họ tu hành pháp bát nhã này thì chấm dứt phần đoạn sinh tử, nhưng biến dịch sinh tử vẫn còn. Sao gọi là phần đoạn sinh tử? Ai ai cũng có thân thể, chư vị có một phần, tôi có một phần, tự sanh đến chết có một đoạn. Một phần một đoạn gọi là phần đoạn sinh tử, phần đoạn cũng gọi là hình đoạn của mỗi người. Chư vị cao 5 thước, họ cao 6 thước, lại có người cao 7 thước, mỗi người đều có một phần đoạn. Thánh nhân chứng sơ quả, nhị quả, tam quả và tứ quả A-la-hán chặt đứt được phần đoạn sanh tử mà vẫn còn biến dịch sanh tử. Sao gọi là biến dịch sanh tử? Biến tức là biến hóa, dịch tức là dung dịch. Cũng là biến hóa giao dịch, mậu dịch. Biến dịch sanh tử là gốc của phần đoạn sanh tử. Vì sao gọi là thế? Biến dịch sanh tử cũng là bao loại vọng tưởng. Những vọng tưởng này luôn lưu xuất. Vọng niệm trước diệt, vọng niệm sau sinh, vọng niệm sau diệt, vọng niệm kế lại sanh, sanh rồi diệt, diệt rồi sanh, nên gọi là biến dịch sanh tử. Một niệm diệt tức là mất, một niệm sanh tức là đã sanh, cũng là vọng niệm của chúng ta. Tứ quả A-la-hán chưa đoạn diệt hẳn hết, nên chỉ có Bồ Tát Đại Thừa mới năng đoạn tận hết. Biến dịch sanh tử cũng là cội gốc sanh tử của chúng ta. Sao chúng ta có sanh tử? Vì chúng ta có vọng tưởng. Những vọng tưởng này phát sinh từ đâu? Vọng tưởng vốn do vô minh phát sanh. Vì có vô minh nên mới phát sanh bao loại vọng tưởng. Thứ tư là thể pháp không quán, duyên giác tu thể pháp không quán. Thứ năm là diệu hữu không quán. Bồ Tát tu diệu hữu không quán, chân không diệu hữu. Lúc Bồ Tát quán thế âm, hành thâm bát nhã ba la mật đa, ngài soi thấy năm uẩn đều không. Đó là đắc được công năng tu hành bát nhã ba la mật đa. Này y chiếu theo kệ của tôi mà giảng giải. Hành đạo tu thân mạc ngoại tầm, hành đạo tu thân chớ tìm ngoài. Chư vị muốn tu đạo tu thân thì chớ tìm bên ngoài, không nên hướng ngoại tìm cầu, mà hãy tìm lại tự tánh của mình. Tự tánh bát nhã thâm mật nhân, tự tánh bát nhã nhân thâm mật. Trong tự tánh bát nhã lại có hạt giống thâm mật. Bạch lãng sung tiêu hắc ba chỉ, sóng bạc tiêu lặn biển đen rừng. Lúc tu đạo sóng bạc tức là trí huệ như nước chảy tạo thành sóng màu sắc trắng, sóng biển đen tức là phiền não. Khi sóng đen ngừng thì trí huệ tăng, pháp thậm thâm cũng cao siêu. Hành bát nhã ba la mật đa lưu xuất pháp thậm thâm không? Vì pháp này rất cao siêu, nhìn xem không thể thấy nên gọi là bát nhã thậm thâm. Sóng đen rừng tức là phiền não rừng. Niết bàn bỉ ngạ nhậm vận đăng, bờ niết bàn từ từ leo lên. Một khi đã có trí huệ thì tự nhiên biết cách để đạt đến bờ niết bàn, không bỏ phí sức lực nào. Thời hè thời vật thác quá, thời qua thời chớ để trôi qua. Chúng ta tu đạo thời gian rất quý báu, đừng để chúng trôi qua vô ích. Thế nên thời qua thời chớ để trôi đi. Thời gian nào? Tức là lúc hành thâm bát nhã ba la mật đa. Chư vị chớ nên để thời gian trôi qua vô ích. Thận chi thận thủ thiên chân, thận trọng giữ thân chân. Chư vị phải cẩn thận, đừng để thời gian trôi mất, ngày đêm luống qua vô ích. Hiện tại phải tu hành đắc được pháp bát nhã thậm thâm chân lý cao thượng. Yểu yểu minh minh thông hưu tức, mờ mờ ảo ảo thông tin tức. Mờ mờ ảo ảo nói nghe nhưng thực không nghe, nói thấy nhưng thực không thấy. Hoảng hoảng hốt hốt kiến bổn tôn, vội vội vàng vàng thấy bổn tôn. Hiện nay chư vị phải được tin tức mờ mờ ảo ảo, vội vội vàng vàng thấy bổn chân, lại như không có hình tướng mà nói thấy hình tướng. Thấy bổn tôn tức là thấy rõ tự tánh của chính mình. Soi thấy năm uẩn đều không, tam quang phổ chiếu thấu tam tài, nhất quy hợp xứ phục nhất lai. Kiến sắc tức không thọ nạp thị, vọng tưởng quyện lưu hành nghiệp bài. Thức nãi liễu biệt ngũ âm cụ,
cảnh hoa thủy nguyệt tuyệt trần ai, không nhì bất không minh đại dụng, kiến do vị kiến lạc khoái tai. Dịch: bà quang phổ chiếu thấu ba tài, nhất quy hợp xứ lại nhất lai, thấy sắc tức không thọ nạp thế, vọng tưởng chuyển lưu tan hạnh nghiệp, thức vẫn phân biệt đủ năm âm. Gương hòa chẳng nước tuyệt trần ai, không mà chẳng không rõ đại dụng, thấy như chưa thấy vui vô ngàn.